Rồi, lời đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê quá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em thuộc lên cho một clip gồm 19 cây cầu anh em, 19 cây cầu này, 19 chân cầu cầu cho anh em chuyên gia anh em lua nha anh em. Hàng cho anh em lua đánh lóc chém cầu sứ. Có một số cây UL. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chế thanh toán hàng lỗ không trong clip lên đó thì em sẽ đăng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cây thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây hàng máy ngang anh em, máy ngang. Hàng này hàng Alpha Taco nha anh em mọi người, hàng Alpha Taco. Fan là fan Pussy, bass là bass Pussy. Đó, cây máy ngang. Thì cây này dài 1 mét, dài 2 mét 65 nha anh em. Cây này bị gãy độc. Bass Pussy. Fan Pussy nha anh em. Cây này cây nào để nha anh em, hàng C-Ben. Đó. C-Ben. C-Ben. Fan là fan Pussy nha anh em. Cái này bị gãy độc một tí, cái này dài 2m7 nhưng mà em đo chiều dài thật của nó còn có 2m65 thôi nha anh em, gãy hết 5 phân. Rồi, hình đẹp nha anh em, không xước xát gì nhiều hết. Cần lỗ bị gãy thì báo anh em. Em sẽ bên nội địa nha mọi người. Giá cán mớp coi vô sơn bạc kim rất là đẹp nha. Đợi xám. Cây này cây số 1, cây số 1 đọt 1 ly 4, dài là 1 mét, nặng là 170g, dài là 2m65. Đó. Thì cây số 1 nó không có đổi thông số tải nha anh em. Cái này thuộc dạng nó cứng ra tầm khoảng UL thôi nha anh em. Hàng kia anh em câu suối, cá suối, cá mương. Đó. Anh em lấy câu cá hành, cá cháp nha anh em. Còn mấy ngàn. Rồi. Cây số 1 giá công khai là 700k. Tiếp theo cây số 2 nha mọi người. Đó, cây số 2 em lên cho người là một hàng thương hiệu của Abu. Đó. Thì bass là bass Fuji, fan là fan Fuji, fan là fan shit hãng nha anh em. Đó. Bass là bass Fuji, fan là fan shit của hãng. Chất liệu là carbon sẵn nha anh em. Đây nè, sẵn dòng ở trong đây. Foil for Caro nha. Thấy. Hàng rất là đẹp nha mọi người. Cây này thì chưa nhanh đánh bạo lực nha anh em. Hàng này hàng đánh bạo lực. Đó. Anh em cây này thì anh em đánh lóc, đánh chẽm. Phôi cây này khá cứng nha mọi người. Cây này cứng MH nha mọi người. Cây này cứng MH. Tải dây từ dây 15 đến 40 LB nha anh em. Tải 20kg. Hàng Abu nha mọi người, hàng rất là đẹp luôn. Hàng nguyên xin nha nè, nguyên xin. Hàng đánh đi. Bắt phụ chi. Nha nè, thông số đây nè. Cây này dài 2m1, cứng là cứng MH. Đó, minimum 2. Cái thông số tải mồi và tải dây từ dây 15 đến 40 LB nha anh em. Từ 15 đến 40 LB. Thì cây này đọt là 2 ly 3, nặng 175g. Giá công khai là 1 triệu 2 nha anh em. Cây số 2 giá công khai là 1 triệu 2. Hàng buôn nha anh em. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây hàng của Abu. Cây Abu này độ cứng độ cứng mờ như anh em, hàng quán hàng trên em câu lóc chẽm. Hàng lên bao lực. Thì cây này dài là 1m98 nha mọi người, dài 1m98, tải mồi từ 5 đến 21g. Đó. Tải dây từ 8 đến 20 LB. Cây này hai khúc, nặng là 117g, hai khúc. Đọt là 1 ly 6 nha anh em, gốc là 10.50. Phần carbon là 98% nha anh em. Đó, hàng Abu. Nè, sau cho anh em xem. Đây nè, Abu nha anh em. Khang chỉ rất là ok anh em. Cái này độ mới rất là cao luôn. Bát là bát hãng nha anh em, bát hãng Abu. Chất liệu là carbon nha anh em, độ cứng nào cứng mờ. Định vị luôn.
đẹp nha anh em, khá cứng á, hàng đánh lóc rất là ok luôn, máy ngang nha mọi người. Đây cây số 3 giá công khai 1,5 triệu nha anh em, cây máy ngang số 3. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 em ra cho người một vẫn là một dòng nội địa. Cây nào cây hàng Daiko nha anh em, cây Daiko nội địa. Cán là cán bằng nha anh em, còn rất là mới luôn. Đó. Anh em hàng Daiko. Đó. Anh em đánh qua phôi Daiko này khỏi bàn. Đó. Phôi này rất là chắc luôn nha mọi người. Chắc như nó chắc luôn. Phen là phen Fuji đổi xám nha. Đó. Bù cũng vậy đây. Bát là bát Japan, bát Fuji nha nè, bát Fuji đây, đóng chữ nổi luôn, chữ chìm luôn. Cái này cái nội địa nha mọi người, hàng nội địa. À, đây cô Masters. À, cái này hàng Japan nha nè, hàng Japan. Đó, độ cứng vẫn là độ cứng mờ nha nè, độ cứng em mờ, hàng chia nhanh đánh lóc chém. Thì cái này đọt là 1.8 ly, dài là 1m95 và 1m98, nặng là 130g, tải mồi từ 7 đến 21g nha anh em, tải dây từ 8 đến 20lb, giá công khai là 1,4 triệu. Đó. Giá công khai 1,4 triệu cộng ship nha. Cây số 4 đẹp nha anh em, chất liệu carbon nha. Hàng Daiko nội địa nè, Japan. À, cây số 4 giá công khai là 1,4 triệu. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây cần kia anh em săn hàng. Cây số 5 là một cây cần hàng Minecraft nha anh em, hàng Minecraft. Cây này mà Minecraft. Anh em, hàng Minecraft. À, phôi đây, phôi Caro nha anh em. Lancer. Cán là cán ba khúc, cán đời cao nha anh em. Cái này độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH, hàng vẫn chuẩn cho anh em đánh đánh bao lực nha, đánh lóc gừng. Phen là phen Fuji Sit nha anh em, phen Fuji Sit. Bu Fuji Sit trong sẵn. Anh em, phen là phen Fuji Sit nha. Đó. Thì hàng Minecraft này quá thương hiệu quá cho nổi tiếng cho anh em lùa rồi. Đó. Hình như là nó chuyên sản xuất cho hàng Tolo thôi. Anh em. Nguyên bộ phen Sit hết nha mọi người. À, không lỗi làm gì hết, cán ba khúc là cao, ngoại hình ok, đẹp đẽ sạch sẽ, tem sức đầy đủ nha. Đó. Một cây cứng MH chuẩn đánh lóc gần luôn. Đó. Đánh lóc đánh chẽm. Thì cây này đọt là 21, dài là 1m95, nặng là 140g, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20lb, giá công khai là 1,9 triệu nha anh em. Đó, cây số 5 giá 1,9 triệu, độ cứng MH, hàng may gấp, độ mới cái này ra tầm khoảng 90-93% nha mọi người. Đó. Được cái là sở hữu cũng dàn phen là dàn phen xích hết nha mọi người. Đó, xích hết cho anh em luôn, sạch sẽ nha, không lỗi lầm gì hết. Tiếp theo cây số 6. À, cây số 6 lên cho người là một vẫn một hàng máy ngang, hàng này hàng của Kencast nha nè. Đó. Ocean luôn Kencast. À, thì cái này dài 2m1 nha anh em, dài 21. Phen là phen Fuji Sit Gold. Đó. Nên buông nha anh em. Sit Gold nha anh em. Phen cắt là xịn sò nha mọi người. Đó. Cái này là ăn tiền dàn phen nè. Cái này giá mới bán tại Nhật ra tầm khoảng 4,5 triệu anh em. Cái này chỗ này nó xước tí nè, mấy ngàn nha mọi người. Bát nó là bát Ken luôn. Đó. Bát thẳng nha mọi người. Phen là phen Fuji Sit Gold. Đây, đóng chữ Fuji đây anh em. Đó. Ngoại hình còn khá là ok nha mọi người. Bô Fuji luôn. Rồi, cây này đọt là 21, nặng là 100, cây này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1,
đọt là 1 ly mốt, đọt là 2 ly mốt luôn, nặng là 172 gram. Tải mồi từ 8 đến 12 l, tải dây từ 8 đến 12 lb, tải mồi từ 10 đến 28 gram. Độ cứng cái này tương đương với độ cứng cái M như thế này, độ cứng cái M. Rồi, nặng là 170 gram. Giá công khai cây này là 1,6 triệu nha nè. Cây số 6 giá công khai là 1,6 triệu. Hai cực kỳ đẹp nha mọi người. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 em lên cho người quản là một cái hàng nội địa nha nè. Hàng nội địa fan là full set nè. Càng rất là mới luôn. Bát là bát Fuji tem vàng, còn bọc miếng bao ni lông nè anh em. Phôi phôi carbon caro nha nè. Fan này này, fan sheet nha mọi người. Fan sheet nha. Bộ sheet trong sẵn luôn. Rất là mới nha mọi người. Cây này hai dài 2m1 nha nè, dài 2m1 nội địa. Đây này, hàng nội địa là nó nội địa đây. Mercedes-Benz. Cây này hàng của Alpha Taco nè, độ mới cái này ra tầm khoảng 95% nha nè, rất là mới luôn. Cây này độ cứng M, dài 2m4. Độ cứng M dài 2m4 nha nè, hàng chuẩn anh em lên lóc gần nha, đánh lóc gần, đánh chẽm, săn hàng. Thì độ cứng M thì tải mồi mát là 28g này nè, 28 đến 30g. Tải dây mát là 20 lb. Hàng rất là đẹp nha mọi người. Thì cái này đọt là 2 ly, nặng 180g, giá công khai là 2,4 triệu nha nè. Cái số 7 giá 2,4 triệu, hàng chuẩn săn hàng nha anh em. Tiếp theo là hàng qua hàng máy đứng. Thì tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 mới lên cho mọi người là một cây bát quan. Cây bát quan của Shimano. Thì cây này hàng của China xuất Nhật nha mọi người. Mã có đầy đủ nha. Cây này dài 1m98. Tải mồi từ 7 đến 18g, tải dây từ 6 đến 12 14 lb. Cây này độ cứng tương đương với ML nha nè. Độ cứng tương đương với ML. Fan là fan Fuji nè, fan Fuji. Cán này cán bằng, đóng bát là bát Shimano, bát của anh luôn. Ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ nha mọi người. Thì có cái fan này, đây fan này em đi keo lại nè, đó. Fan này bảo đi keo lại là đi keo lại. Không nói anh em cũng chả biết đâu. Đó. Chất liệu carbon nha anh em. Rồi. Cây này giá công khai cây này là 800k nha mọi người. Đó. Thì cây này nặng là 120g, dài 1m98, tải mồi từ 7 đến 18g. Tải dây từ 6 đến 14 lb, cây số 8 giá là 800k. Đó. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Đó. Hàng đã qua anh em, chất liệu sẵn như con rắn luôn nè anh em. Đó. Cây này là một cây Daiwa hay China xuất Nhật nha mọi người. Cây này cứng UL thôi nha anh em. Đó, độ cứng là UL. Đó. Hàng chuẩn cho anh em lưu số nè anh em. Đó. Một hàng anh em lưu số nha. Hàng lưu số câu hanh cháp nha anh em. Đó. Fan là fan Fuji nè. Đó. Lô chuối hành lô chuối câu là hành sáp. Fan fan Fuji nè, ngoại hình cái này có tầm khoảng 95% nha mọi người. Đó. Thì cái này dài là 1m8, cứng UL, tải mồi từ 0.8 đến 7g, tải dây từ 2 đến 4 lb nha anh em. Mã có sức đầy đủ. Thì cái này nặng chỉ có 65g thôi. Đọt là 1 ly 4, giá công khai là 1 triệu nha nè. Cây số 9 giá 1 triệu. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 vẫn là một hàng Daiwa.
nè, hàng đây qua thì cái này vẫn là độ cứng UL anh em, hàng này vẫn là độ cứng UL đó, hàng chuẩn anh em lưu số nha nè. Hàng này chuẩn cho anh em lô suối cầu hành cháp đó, đánh biển đánh cảm giác lua phi thì cây này dài 1m68 nha anh em đó, dài 1m68 hàng UL nha mọi người. Carbon này, carbon sẵn gần gút luôn á, cán là cán đời cao anh em, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji nha anh em. Thì cây này tải mồi từ 0.8 đến 4 gram, tải dây từ 2 đến 4 lb cho anh em. Đó. Rồi. Cây số 10 giá vẫn là 1 triệu anh em. Cây này đọt là 1.4. Đọt 1.4, nặng là 50 gram thôi anh em. Đó, hàng chuẩn anh em đến luôn là. Đó, luộc cá suối. Cầu hành cháp nha anh em. Dạng này cầu hành cháp cảm giác lưỡi ấm luôn nè. Luống có công nè. Rồi, giá công khai cây số 10 giá là 1 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 lên cho mọi người là một hàng, vẫn là một hàng đai qua anh em, hàng đai qua. Đó. Thì bát là bát thẳng nha anh em, bát thẳng đai qua. Có cast. Vẫn là carbon sẵn nha anh em, carbon sẵn gần gốc nè. Bu là bu chống sẵn luôn nè, bu chống sẵn luôn. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Bát thẳng. Fan ở đây. Đó. Thì cái này vẫn là hàng của China xuất Nhật cho anh em. Cái này dài 1m8, tải mồi từ 1 đến 10 gram, tải dây từ 3 đến 8 lb. Độ cứng cái này độ cứng L nha anh em, độ cứng L. Hàng vẫn là hàng chin em, con lô cá suối, cá hành. Cầu hành, cầu cháp, cầu phi đó, đánh cảm giác đó, anh em ở miền Tây thì lấy cầu tôm thì khỏi bàn. Rồi cây số 11, cây số 1 giá khai vẫn là 1 triệu nha anh em. Thì cái này đọt là 1.4 đó, nặng là 90 gram, giá 1 triệu. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 em lên cho người là một dòng cần của Daiwa Việt Nam đó. Hàng này em lấy từ Nhật về luôn nha anh em đó. Bu nó đây, bu vẫn là bu Fuji anh em, đóng chữ F nè. Cần rất là nhỏ nè, cái form cần cực kỳ nhỏ luôn. Sẵn này sẵn găng gốt nha mọi người. Bát là bát đai qua anh em, bát đai qua. Bát làm cực kỳ đẹp, cán ba khúc đây. Fan là fan Fuji. Thì cây này một cây hàng của Việt Nam, đai qua Việt Nam xuất Nhật nha mọi người. Cut cut. Thì cây này dài khoảng là dài 1m8, độ cứng là cứng UL. Tải mồi từ 0.8 gram đến 4 gram, tải dây từ 4 từ 2 đến 4 lb nha anh em. Cán là cán ba khúc đời cao đây, nhìn cần cực kỳ xinh luôn, xinh xắn nhỏ gọn. Đây. Cây giá cây số 12 giá vẫn là 1 triệu anh em. Cây này đọt là 1.2, nặng là 600, nặng là 65 gram. Đó, giá 1 triệu cây số 12, hàng đẹp nha mọi người. Mấy cây này độ mới ra tầm 95% thôi nha. Lua cá suối ca, câu lua cá suối phi, câu hành cháp, đọt nó rất là dịu nha mọi người. Đó, đọt nó siêu dịu luôn. Tiếp theo là cây số 13. Cây số 13 lên cho người là một hàng câu UL, hàng UL này UL kia anh em lưu gần nha anh em. Đó, lưu gần đánh biển. Đó, chứ không phải là hàng lưu cá suối. Bát là bát đai qua đời cao anh em, bát đai qua đời cao. Đó. Anh em fan là fan đai qua Fujisit nha anh em, fan ship nha. Thì cái này một cây hàng của đai qua, hàng đai qua xuất Nhật nha mọi người. Đó. Thì cái này dài là 2m1. Độ cứng là UL. Đó. Tải mồi từ 5 đến 14 gram, tải dây từ 4 đến 20 lb, từ 4 đến 10 lb nha anh em. Mã có sức đầy đủ đây. Đó. Cái này độ mới ra tầm khoảng 93% nha mọi người. Nhìn khá là ok á.
cán cầm là cán mốt, bát là bát Fuji là cao, fan là fan Fuji siết như này. Nhìn bộ fan siết nó cực kỳ ngầu luôn. Fan đề ba là Fuji ba chân như này. Bộ siết tôi như này, bộ siết đây, bộ siết màu chè nha. Ngoại hình còn cực là đẹp nha anh em. Cái này hàng cho anh em đánh biển nha anh em, đánh biển luôn rồi. Đó, cầu hành cháp anh em có thể lấy đánh cá phi cũng được. Đó. Đó, câu cá hồng. Fan ok nè, fan rất là đẹp nha anh em. Dàn fan xít. Thì cái này dài 2m1. Đọt là 1.8, nặng là 120g. Giá công khai là 1.3 nha anh em. Đó. Cây số 13 giá công khai là 1.3. Đây qua nha mọi người. Tiếp theo là cây số 14. Cây số 14 em đây cho mọi người là một cây hàng của Daiwa luôn. Bát là bát Daiwa nè, bát cũng là bát đời cao. Đó, cán là cán bằng. Fan vẫn là fan chip nha nè, fan chip đây. Đó. Cây này là một cây Daiwa Rocaster. Đó. Dài là 1m8, cứng là ML. Thì cây này bu nó là bu titanium anh em. Nè, nó để đây. Đó, titanium. Bu nó là bu titanium nha mọi người. Đó. Fan là fan sheet, bu là titanium, chất liệu carbon. Nè, cây này dài 1m8 độ cứng ML. À, tải dây từ 8 từ 6 đến 12 là B nè, mà có đầy đủ cây này hàng của Thái Lan xuất Nhật cho anh em. Thì hàng chất lượng của Thái Lan thì nó không có thua gì mấy anh Nhật luôn nha mọi người. À. Hàng ML nha anh em, hàng cho anh em đi săn lóc chẽm, câu cá hồng, cá mú. Câu hành cáp cũng ok luôn nha mọi người. Thì cái này đọt là 1.9. Tải mồi từ 3.5g đến 14g. Tải dây từ 6 đến 12 lb. Cái này nặng là 100g nha mọi người. Đó. Rồi, cây số 14 giá công khai là 1.3 nha anh em. Đó. Cây số 14 giá 1.3 hàng Fuji Sheet của Daiwa. Tiếp theo là cây số 15. Cây số 15 em đây cho mọi người là một dòng cần của Abu. Đó. Cái này là cây Abu hàng Fuji Sheet anh em. Nhìn anh em nhìn bộ fan anh em. Đó. Chiếu chói liền. Cây này là một cây Abu được đổ gốc rồi nha mọi người. Đó. Chiều dài thực của nó là chỉ có 1m98 thôi, nó độ ra 2m1 luôn đó. Anh em là thích độ dài hơn tí thì đánh cây này. Thì ngoài phần còn lại nguyên zin nha anh em, đây anh em, nó độ phần gốc cái này. Đó. Gốc thì độ cán là cán ba khúc, cán đời cao nha anh em. Đó, bát là bát Fuji luôn nè. Hết Fuji tam hoàng. Abu Hotin. Hotin. Fan là fan Fuji chết nè. Nè nè. Nhưng bộ fan chết hết nha mọi người. Bu chết luôn. Đó. Fan đời 3 quẳng là Fuji chết luôn. Hàng này anh em chuyên về anh em đánh biển nè. Đánh hành cháp. Lô mực. Đó. Đánh lóc chẽm. Thì cây này độ cứng L thôi nha mọi người, độ cứng L. Hàng còn rất là mới nha mọi người. Đó, cây này dài 21, tải mồi từ 3.5g đến 14g. Tải dây từ 4 đến 12 lb, nặng là 140g. Giá công khai 1.6 nha nè. Đó, giá 1.6, hàng rất là đẹp nha mọi người. Abu nha nè, hàng Abu, chất lượng của Abu anh em khỏi bàn. Fan cực kỳ đẹp nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 15, giá là 1.6 nha mọi người. Tiếp theo là cây số 16. Tiếp theo sẽ là cây số 10 mấy ta. Cây số 16 nha mọi người. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho người là một cây hàng của Tai Quốc. Đó. Cây này bát là bát Fuji, foil carbon đây nè.
carbon sáng nhất. Phen là phen Fuji đợt cao, là lõi là lõi xít anh em, cực kỳ đẹp nha mọi người. Lua bát ở đây thì cái này tải mát là 2,5 kg nha anh em. Anh em dìu thì dư sức, dìu 50 kg cũng dư sức luôn. Bô là bô Fuji chống sắn nha anh em, bô Fuji chống sắn xít, phen là phen xít đây nè, đó phen đề cao nha mọi người. Ăn tiền bỏ phen đó, lụm gạo thì cái này dài là 2m04 nha nè, dài 2m04, độ cứng là ML, tải mồi mát là 24g, tải dây be từ 1, tải dây be mát là 1.5 nha anh em. Đó, thông số rất là đơn giản luôn. Đó, thằng đợt cao, độ hình độ mới cái này ra tầm khoảng 95% anh em, cực kỳ mới luôn. Phôi caro phen đó đây, phen cực kỳ đẹp nha anh em, tài quá. Thì cái này dài đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 7, dài là 2m04, tải mồi mát là 24g, tải dây mát be là 1.5, nặng là 100g, giá công khai là 2,2 triệu nha nè. Cây số 16 giá là 2,2 triệu. Hàng đẹp nha mọi người, hàng này anh em đánh, giờ là anh em đánh lóc nè, đánh chẽm nè, đó rất là ok nha nè. Tiếp theo cây số 17 nha mọi người. Cây số 17 là một cây hàng quán, là hàng của Thái Quốc nha nè. Đây thì cây này là cây, một cây hàng luôn, phen là phen Fuji Seed, bát là bát Fuji. Bát cực kỳ đẹp nha mọi người, bát đẹp khỏi bàn, nhìn từ xa nè, bát sơn gần gút, phen lỗ xít nha nè, phen lỗ xít, lỗi này là khỏi chạy đâu, cực kỳ đẹp luôn. Chất liệu carbon này sẵn ngăn gốt nha mọi người, phen này sẵn trắng ngăn gốt đây, bù xít nha mọi người, bù xít luôn. Cái này dài 1m8 cứng ML anh em, dài 1m8 cứng ML. Cái này hàng China xích Nhật nha mọi người. Đó, thì chất lượng nó khỏi anh em, khỏi bàn tay, rất là ok luôn. Hàng này anh em đánh báo cá rất là ok luôn. Đó, thì cây này đọt 1 ly 7, nặng là 100g, rất là nhẹ nha anh em. Tải mồi từ 1.75g đến 7g, tải dây từ 3 đến 8 lb, giá công khai 1,8 triệu nha anh em. Đó, cây số 17 giá công khai 1,8 triệu nè, phần nói đây. Hàng này độ cứng ML, anh em về đánh cảm giác nè, đánh cảm giác câu lóc chẽm, anh em có thể lấy câu hanh cháp rất là ok nè. Đó, lùa mực dòng phen này khỏi bàn gì đâu chứ. Rồi, giá công khai cây này là 1,8 triệu nha nè, cây số 17. Tiếp theo là cây số 18. Cây số 18 là cho người là một cây hàng của Mayrap, thì cây này còn nguyên túi nè. Đó, thì cây hàng Mayrap này thì cây dài là 2m58, dài 2m58, nặng chỉ có 100g thôi nha em, nặng 100g, đọt 1 ly 3. Thì cái này sổ dòng phen là dòng phen full set nha em, set green nè em. Đó, thì tải mồi từ 0.5g đến 7g thôi nha mọi người. Đó, tải dây từ 2 đến 6 lb, cái này độ cứng ra tầm khoảng gần bờ phụ lợi nè. Đó, cái này độ cứng ra tầm UL, giá nó bán ra Nhật là 17.000 ra tầm khoảng gần đâu đó gần 4 triệu. Đó,
càng đẹp nha mọi người. Đó, fan là fan full size cho anh em. Đó, chất liệu carbon khỏi bàn, may ráp, bát là bát full size luôn. Bu là bu full size luôn anh em. Đó, cái này dạng nó vuốt cái đọt lại nhỏ lại anh em. Đó, anh em dạng nó cảm giác thôi. Đó, dạng cứng nó tương đương gần như UL thôi anh em. Đó, và anh em đánh thanh chắp rất là ok anh em. Đó, dạng đánh cảm giác. Được cái nó trang bị dạng fan là dạng xịn sò luôn. Rất là dịu anh em. Đó, công có thể công hình chữ C luôn. Đó, rồi cây số 18, cây số 18 giá công khai 1.800.000 nha anh em. Đó, tiếp theo cây số 19, cây cuối cùng, cây cuối cùng vẫn là một cây hàng của Minecraft nha anh em, hàng của Minecraft. Đó, cây này độ cứng L, cây này dài mà 2m28, đọt là bọc đi 2, nặng là 80g. Đó, thì cái này tải mồi từ 0.5 ly, 0.5 đến 7g. Đó, 0.5g đến 7g, tải dây từ 1 đến 6 lb. Đó, tải dây bia từ 0.2 đến 0.6 nha anh em. Đó, cái này là một dàn fan là dàn Fujika nha anh em. Đó, fan nó đây. Đó, cán vẫn là cán ba khúc đời cao. Đó, bát vẫn là bát Fuji. Fan là fan Fuji nè, fan Fuji chân ca. Phôi sẵn găng guốc rồi, thoải mái. Độ cứng cái này thì anh em về anh em có thấy đánh cảm giác cầu lô cá suối cá hành, cầu hành cô sạch chắp được luôn nha mọi người. Bu ở đây bu chống sẵn anh em. Đó, carbon sẵn hết cho anh em. Cán ba khúc bắp ok. Ngoại hình rất là đẹp anh em, ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nha. Tại mồi từ 0.5g đến 7g. Pen Fuji chích, pen Fuji anh em, không có chích, trăng cao. Rồi, giá công khai cây số 19, cây cuối cùng giá là 1.600.000 anh em. Đó, cây số 19, cây cuối cùng 1.600.000. Đó, cộng 19 cái càng em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh nâng cây nào chốt em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.